Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ review đánh giá cho các bác xem một cái chiếc xe đạp địa hình XDS Zomang XDS Zomang X6. Chiếc xe này để mà nói trong dòng địa hình nhá các bác, là cấu hình rất là khủng và rất là tốt các bác nhá. Đây, cụ thể nói về phần nước sơn ấy, thì chiếc xe nước sơn rất là còn đẹp, rất là ít đất xước luôn. Khung xe này, xe các bác nhìn đây, dập lỗi chữ XDS luôn, dây âm sờn. Về phần cấu hình của chiếc xe thì chiếc xe trang bị bộ chuyển động SLX Shimano SLX phanh Techo Gemini, tay lắm thạch sùng các bác nhá. Các bác, những cái bác mà chơi xe, các bác mà chơi xe địa hình ấy, thì các bác sẽ biết là cái dòng tay lắm thạch sùng này cầm rất là êm tay, giúp cho mình đi đường sóc nó không bị tê tay. Đấy, tất cả ghi phốt của XDS trên này là có khóa hành trình giảm sóc, khi mà bấm sang đây là sóc sẽ không khóa. Đấy, sóc sẽ không nhún, quá cứng để cho mình đi những cái cung đường thẳng. Nhưng mà thường thì với cái đi trong phố thì ít dùng tính năng này, nên là sóc hơi các bác nhá. Đấy, sóc hơi có chữ E này. Đây là cái van bơm hơi, nhưng mà thường thì khi mà bọn em giao xe là đã dùng ok rồi, các bác cứ dùng thôi. Giảm sóc hơi, bộ chuyển động Shimano SLX cao cấp, phanh dầu Techo Gemini, nước sơn rất là đẹp. Vành này là vành 26, bản lốp là 2.0. May ơ là bi vòng bạc đạn hết cả đôi bánh. Đùi đĩa trục rỗng của hãng XDS luôn. Gạt đĩa Shimano SLX. Điên đây. Về phần bộ đề Shimano SLX. Còn SLX này ấy là nó trên cả dòng DOR các bác nhá, rất là ngon luôn. Mayer này cũng là của hãng XDS. Mayer cối lổ bi vòng, quay rất trơn. Lốp hai lốp đôi mắc xít, hai đôi lốp mắc xít còn rất là đẹp. Bây giờ em sẽ đi vào là đo size và kiểm tra bộ phận chuyển động của chiếc xe này. Bây giờ em sẽ đo size của chiếc xe nhé. Size của chiếc xe tính từ tâm của trục đạp cho đến khóa cọc yên là 44 cm, phù hợp cho các bác cao từ 1m65 đổ lên 1m7. Tâm của cọc yên đến tâm của dòng sóc là 54. Đấy. Gióng ngang là 54, gióng đứng là 44. Bộ chuyển động này thì nó rất là ok. Đó, sẽ kiểm tra chuyển động. À, lên nít rồi các bạn, rất mượt luôn. Bộ SLX này là nó chuyên để cho leo núi rồi, không phải nghĩ về chuyển số của con này, còn cao cấp luôn. Đây, chuyển đĩa lên xuống đĩa rất là mượt mà luôn. Mayer là đi vòng cối lổ XDS nguyên bản luôn. Giá bán của chiếc xe em đề ở phần tiêu đề của video, các bác ấn mũi tên trỏ xuống để xem giá bán của chiếc xe. Nếu mà em không đề giá thì chiếc xe đã bán. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Các bác nhớ ấn đăng ký cộng ấn chuông để theo dõi các cái video, không bỏ lỡ các cái xe em mới cập nhật lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác.